Chào mọi người. Hôm nay thì mình làm clip cho anh Hải. Với lại anh Hải có hẹn mình hôm nay là quay chung với ảnh. Giờ thì mình sẽ làm clip cho anh Hải để phản ứng của anh Hải ra sao. Rồi cho anh rời khỏi tim. Giờ sẽ đặt cái cam chỗ này nha các bạn. Cái cam này mình sẽ lấy cục gạch che lại cho anh Hải không thấy nha. Em là người mới nè, mới vô team nè, với lại Thiện nè, còn Phúc với lại Nam nó lâu rồi. Còn đó sao? Mấy ngày nay quay thấy sao? Chán rồi. Mệt hả? Còn Đạt? Quay em chán. Bữa rồi quay, bây giờ quay với anh đi, sau này có cái gì á thì anh em mình chia nhờ YouTube nó có cho tiền á thì anh em cũng được phần nào. Rồi bây giờ không quay giờ cho lại tụi em lớn lên nó rồi thì làm cái gì cũng đâu có thành công không, giờ ra nó tiếp tục tí à, cái tụi em bỏ cho đi, sau này có làm gì lớn thì đâu có được, mình phải cố gắng chứ. Còn tôi sao? Quen tiên cũng được cực đúng không? Cực nhưng mà không phải cố gắng chứ. Chứ bây giờ không ai cố gắng thì tiên mình sao phát triển được. Rồi sao giờ? Bây giờ muốn mà giờ đi học xong rồi về nhà chơi đồ phá phát gì đúng không? Rồi Phúc sao Phúc? Rồi mấy cái mà bây giờ là giờ đi giờ như vậy nè, giờ tụi em không có tên tích cực, rồi tụi em mốt tụi em đi ra đường đó, giờ tụi em đi làm công ty lớn, tụi làm công ty mai mốt chắc chắn là tụi em quay với anh là không có lâu đâu, khoảng tầm 3-6 năm nữa là cái mà em cũng lớn rồi, cái kênh mình cũng có thể phát triển hơn, nhưng mà tụi em sẽ không còn nhỏ gì nữa nè, rồi lớn lên thì mình sẽ làm cái chủ đề khác. Thì bây giờ tụi em thấy cực xíu tụi em bỏ, rồi sau này tụi em đi làm công ty, cho dù tụi em làm ở đâu vậy á, tụi em phải làm thật kỹ ra. Cho dù bây giờ tụi em đi chào cậu hay là đi dọn toilet á, tụi em phải là người làm sạch sạch. Thì sau này tụi em đi ra đời á, tụi em làm công việc khác á, thì tụi em mới kỹ càng được đó. Bây giờ anh vô, tự nhiên anh vô anh hay rủ tụi em đi quay, cái tụi em nói không đi quay nữa, giờ kịch bản anh mua đồ sẵn giáo rồi, không đi quay nữa. Giờ đứa nào không quay nữa, Phúc quay không đi nữa đúng không? Rồi Đạt rồi Thiện nè, Thiện với lại Thiện mới quay nè. Dạ thôi, không về thôi. Còn Hiếu đúng không? Hiếu mới vô đúng không? Cũng vậy luôn đúng không? Thì mấy đứa đó cũng không ai được quay nữa. Còn người thường thơm quay chán quá. Chán quá hả? Đi à, chụp xài. Chụp xài nữa. Thôi bây giờ không quay nữa không? Không quay thì bây giờ cũng không còn cái gì nói với em nữa. Bây giờ thôi về đi, mấy đứa vợ đi, tôi về luôn đi. Ra cửa rồi, ra cửa vậy, bây giờ lát lấy đồ.
giờ mấy mình cho anh hơi lố, giờ vô với bộ đó là cho anh hai. Anh hai. Anh hai. Dạ. Nãy tôi cho anh đó chứ em không có muốn gửi tem. Anh cho anh, cho anh Việt Nam. Mấy cái này nó quá rồi mọi người ơi. Dám cho mình luôn. Thì mấy nhóc mọi người thì hôm nay nó dám cho mình luôn nè mọi người. Cái này nó quá lắm rồi. Thì theo mình có bao lâu mà giờ nó cho tới mình luôn. Thì một lát xíu nữa tụi mình sẽ đi quay tiếp video nãy mình có vô nói tôi nói nha mọi người. Thì bây giờ video này thì tụi nó cũng cho mình đó. Giờ rồi. Ôi chào tất cả mọi người nè. Bye bye. Bye bye.